Kiến trúc HCG ơi, chia sẻ cho mình một cái mẫu nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ với khu bếp tách riêng. Mình thì không cần nhà vệ sinh ở bên trong. Vâng, có luôn nhé bác. Hôm nay thì là bên Kiến trúc HCG xin phép là sẽ chia sẻ luôn cho các bác cũng như các bạn về một cái mẫu nhà vườn mái Nhật ở địa chỉ tại thôn Say Lai, Điền Khượng, Bát Khước, Thanh Hóa nhé quý vị các bạn. Đây là công trình của nhà anh Hà Văn Lâm. Thì trước khi đi vào video lần này thì Kiến trúc HCG cũng xin cảm ơn anh Hà Văn Lâm và toàn thể gia đình nhà mình đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần Kiến trúc HCG. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái công trình lần này. Thì trong cái video thì bên mình sẽ xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau đi về cái phần phân tích cái phần phong thủy của tuổi 1982 như quý vị các bạn là tuổi Nhâm Tuất, thuộc là quẻ Ly như quý vị các bạn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái phần hình thức công trình lần này. Và thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau là đi sâu vào phân tích cái công năng, cái giải pháp mà bên Kiến trúc HCG đưa ra. Thứ tư là chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên công ty cổ phần Kiến trúc HCG để cho các bạn có thể nắm bắt được ngay cái hồ sơ cũng như là cái công trình lần này vào trong cái ngôi nhà của nhà mình nó tốt nhất cho quý vị các bạn. Thì trước khi đi vào video, bạn nào mà chưa đăng ký kênh Kiến trúc HCG thì dưới góc phải màn hình có nút đăng ký kênh. Các bạn hãy giúp mình là nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi bên mình xuất bản video, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất phải không ạ? Kiến trúc HCG xin trân trọng cảm ơn các bạn về điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần mong muốn của nhà anh Hà Văn Lâm cũng như là phong thủy của cái công trình lần này. Thì anh Hà Văn Lâm có một cái khu đất với cái mặt tiền khu đất rộng là chiều sâu ạ, chiều sâu của khu đất là bằng 27m và mặt tiền cái khu vực có thể làm được nhà là 18m nha quý vị các bạn nhé. Còn một phần là ao. Thì trên ảnh của quý vị các bạn ở đây đó chính là cái công trình của nhà anh. Thì công trình lần này thì là bên Kiến trúc HCG là thiết kế cho anh qua online nha quý vị các bạn. Online tức là chúng ta có thể làm việc với nhau qua Zalo đấy ạ. Thì là bên Kiến trúc HCG sẽ giải quyết cái bài toán cùng với anh và gia đình là đẩy thụt toàn bộ nhà về một phía để đằng trước nhà lại còn phải 5,8m và ở phía bên hông là 8,4m nha quý vị các bạn. Đó chính là cái về phần tổng quan công năng của nhà anh. Còn là về phần phong thủy của cái công trình lần này thì đối với công trình của nhà anh sinh năm 1982, đó là tuổi Nhâm Tuất, là thuộc quẻ Ly nha quý vị các bạn nhé. Thì quẻ Ly là thuộc là Đông Tứ Mệnh. Thì tất cả những cái cung, các cái hướng ở trong nhà thì là bên mình đều bố trí làm sao cho nó phù hợp. Đầu tiên thì chúng ta có là cái hướng chính đẹp. Đó, thì là bên mình đang quay ra cửa chính là đang rơi vào cái cung 24 sân hướng, nó rơi vào cái cung vượng tráng nha quý vị các bạn nhé. Và cái thứ hai là tất cả những cái cung xấu, ví dụ như tuyệt mệnh và họa hại thì đều rơi vào cái khu vực là bếp. Bếp các bạn ạ, bếp và vệ sinh. Đó, toàn bộ cái hướng bếp hiện nay là bên mình đang thiết kế là rơi vào cái cung tấn tài nha quý vị các bạn. Tức là cái núm văn ga của chúng ta, cái lưng quay nấu chúng ta rơi vào cái cung tấn tài. Đấy chính là những cái hướng mà bên mình bố trí. Thì để tra được cái hướng trong cái công trình của các bạn hay check được cái hướng trong công trình của các bạn thì các bạn hãy làm theo cái video Kiến trúc HCG như sau ạ. Bước 1, các bạn hãy vào Google, các bạn search chữ Kiến trúc HCG. Bước 2, các bạn vào website của Kiến trúc HCG.com. Thì trên nền tảng website hiện ra, các bạn vào phần tra cứu phong thủy và các bạn vào tra hướng xây nhà nha các bạn nhé. Khi mà các bạn vào phần tra hướng xây nhà, các bạn nhập cái tuổi của các bạn vào. Ví dụ như anh Hà Văn Lâm sinh năm 1982 thì các bạn nhập tuổi của anh sinh năm 82 vào. Thì trên cái bản của bên mình sẽ hiện ra và tuổi của anh sinh năm là tuổi Nhâm Tất, thuộc quẻ Ly, thuộc là Đông Tứ Trạch, thuộc Đại Hành Thủy nha quý vị các bạn. Cửa nhà bàn thờ phong thủy phòng khách hướng đông là tiến tài, bắc là thân hôn hoan lạc, nam là vượng tráng hưng phúc. Thì chú ý là hướng tốn là thiên y, ngũ hành xung khắc thì chúng ta không nên sử dụng. Đối với lại cái công trình của nhà anh thì quý vị và các bạn là có thể thấy được rằng là cái hướng chính của ngôi nhà đang là hướng đông nha quý vị và các bạn. Đấy, chúng ta tránh sử dụng cái hướng chính của chúng ta thuộc vào hướng tốn nha quý vị và các bạn. Vì ngũ hành của chúng ta xung khắc thì chúng ta không nên sử dụng. Tiếp theo thì đối với cái công trình của nhà anh thì là bể cá, đường nước vào, đường đi cầu thang, chúng ta nên đi từ hướng đông đi vào, hướng đông là tiến tài. Đó. Hướng bắc là thân hôn, nam vượng tráng hưng phúc. Bếp thì chúng ta quay về hướng tây bắc là thiếu vọng, hướng tây thấp khốc, tây nam điên cuồng. Đó, tức là bếp chúng ta phải bố trí vào các cái hướng như vậy. Và
hướng Tây Bắc ạ, và hướng Tây và Tây Nam. Còn là cửa bếp thì chúng ta phải hướng về hướng Đông hoặc là Đông Nam. Đó, thì trên cái la bàn phong thủy đây thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng đây là cái khu vực bếp của nhà anh. Thì toàn bộ cái bếp này đang rơi vào cái cung Tây Bắc nha quý vị các bạn nha, cung Tây Bắc và cung Đông Bắc. Rất là tốt, bố trí chuẩn hóa về phong thủy cho gia đình nhà anh. Còn là hướng nấu, hướng nấu hiện nay cũng đang quay rơi vào cái cung Tấn Tài hướng Nam, và cửa bếp hiện nay đang đưa vào cửa hướng Đông nha quý vị các bạn. Thì đấy, thì là đấy trên nền tảng về phong thủy thì các bạn có thể là check cái tra tuổi làm nhà cho gia đình và trên nền tảng website của bên Kiến Trúc CG. Tiếp theo thì chúng ta đến với phần 2 của cái video lần này, đó chính là phần hình thức quế công trình. Trên màn ảnh của quý vị các bạn đó chính là cái hình thức cái công trình của nhà anh Hà Văn Lâm nha quý vị các bạn nhé. Đây chính là cái hình thức công trình của nhà anh. Toàn bộ cái mặt tiền của công trình của nhà anh là bằng 17.8 nha quý vị các bạn. Nó mà tính cả bồn hoa nên đoạn này dài nó rơi khoảng 18m. Hiện nay thì là bên Kiến Trúc CG là đang thiết kế cho anh theo cái phong cách kiến trúc là tân cổ điển, với những cái đường nét G phào chỉ ở các cái đầu cột này, rất là đẹp và hài hòa cân đối. Về cái phần mặt tiền thì là bên mình đang làm cái chiều cao rơi vào khoảng tầm 3m9 đến dạ trần dưới như quý vị các bạn. Theo nữa thì chúng ta sẽ xem bản vẽ để có thể nắm bắt được chính xác cái chiều cao sảnh của công trình nó bao nhiêu và các cái kích thước cột của công trình nó bao nhiêu như quý vị các bạn. Về lối lên thì bên mình đang làm là 5 bậc nha quý vị các bạn, 5 bậc, và chúng ta sử dụng ở đây là một cái bộ cửa gỗ và có pano kính ở bên hông để vẫn lấy ánh sáng vào trong cái ngôi nhà của chúng ta. Toàn bộ các cái cửa đi, cửa sổ và cửa đi của bếp thì chúng ta sử dụng là cửa khung nhôm kính. Phần mái thì là bên mình lập trần ra ngoài là bằng 12 phân và sử dụng ở đây chúng ta có phần 3 phần mái, một là mái sảnh, hai là mái ở đằng sau và mái ở phần khu vực bếp, phần mái ở phần bếp nấu ở đây thì chúng ta để trống không để chúng ta có thể đặt được tét nước nha quý vị các bạn. Đấy chính là cái về phần hình thức công trình. Đây chính là cái phần mái, thì bên trên cái phần khu bếp này thì các bạn nên để là lập tôn nha các bạn nhé. Thì còn đằng trước này thì sau này anh sẽ thiết kế thêm cũng khu vực để xe cũng như là cái khu vực để ngồi uống nước ở bên ngoài này, và đằng trước là có một cái ao. Đó chính là về cái tổng quan về cái hình thức của nhà anh Hà Văn Lâm, có địa chỉ tại thôn Điền, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Như quý vị các bạn, tất cả những tỉnh vùng núi của Thanh Hóa hay là ở trên đất nước Việt Nam này thì đều có công trình của bên Kiến Trúc CG. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phân tích cái công năng của công trình lần này. Khi mà đi vào cái phân tích công năng thì đây chính là cái tổng quan cái phần 3D mà bên mình để ra cho có render ra cho các bạn, cho các bạn dễ dàng hình dung cái công năng. Về cái phần bếp này thì là chúng ta sẽ tách rời phần bếp, chúng ta tách rời, còn đây chính là cái phần nhà chính. Cái tổng quan là cái chiều từ điểm A này của cường đang tỉ màu vàng đến điểm B ở đây là bằng 17.8, và chiều từ điểm A này cho đến điểm C ở đây tính là lên cái phần mái, phần sảnh này là bằng 12m3 nhé các bạn nhé. Thì sảnh của chúng ta nó sẽ dao động vào khoảng tầm là hơn 3m một chút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái công năng. Thì đây chính là cái khoảng không gian, cái công năng của cái không gian phòng khách rất là rộng. Thì anh đang để cái phòng khách này đang được là khoảng 31.9m2, và kết nối giữa cái phòng khách này ở đoạn này thì chúng ta có thể là làm một cái vách trang trí, hoặc là chúng ta không làm vách trang trí thì chúng ta phải xây tường. Nhưng mà gia đình đang tính toán để làm vách trang trí thì cái phần này chính là cái không gian phòng ăn. Thì các bạn có thể kết hợp với cả phòng nấu đây cũng được. Thì phòng ăn ở đây là 13.19m các bạn nhé. Cả cái chiều này đang rộng được khoảng 10m và cái chiều này đang được là khoảng 4m7-80. Thế thì cái lối này là cái lối đi xuống để cái khu vực nấu, là khi là nấu xong chúng ta chuyển vào mâm và bông mâm lên bên trên này để chúng ta ăn khi mà nhà chúng ta có khách. Còn không các bạn có thể là để cái phần ở bên dưới này để chúng ta ngồi ăn ở bên dưới cũng được, bàn ăn bên dưới cũng được. Bởi vì cái khu bếp này này, cả khu nấu này là được 21.3m2, tương đương với lại một cái nhà phố ở Hà Nội, nhà phố nhỏ nhỏ ở Hà Nội. Đó, thì chúng ta nấu ở chỗ này cũng được.
Còn là đây chính là một cái xí, một cái tắm, xí 27, tắm là 3 mét. Đây là vệ sinh riêng, giống như là một cái câu hỏi của các bạn bình luận trên kênh, bên HCG cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Về phòng ngủ thì chúng ta có phòng ngủ 01 là được 13,9, đây là phòng ngủ 01. Phòng ngủ 02 là được 13,9, phòng ngủ 03 cũng được 13,9 và phòng ngủ 04 là được 10,4. Trong đó là không gian giữa đối diện với sảnh, chúng ta có một không gian phòng thờ ấm cúng kích thước là 3m nhân 3,9 là được 12,6m nha các bạn. Đó chính là cái phần công năng của cái công trình lần này. Còn là để có được công năng, có được hình thức đẹp như thế này để chúng ta thi công thì yêu cầu là các kiến trúc sư của bên kiến trúc SG cần phải tính toán cân đối về cái mặt tỷ lệ, về mặt hình thức, về mặt kỹ thuật để chúng ta ra được những cái hình thức nó đẹp cũng như là sang trọng cho gia chủ, hợp lý về công năng và cái tính sử dụng. Vì mỗi một người sẽ có, mỗi một gia đình sẽ có một cái không gian sống khác nhau, vậy nên chúng ta cần phải tính toán sao cho nó phù hợp với lại gia đình đó. Thế còn là bây giờ chính bộ hồ sơ của nhà anh Hà Văn Lâm thì bên HCG xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên thì bên mình chia sẻ cho các bạn là hồ sơ của bên kiến trúc HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết, tức là hồ sơ sẽ được đầy đủ tất cả các cái phần từ kiến trúc, kết cấu, điện nước đó. Và tất cả các bản vẽ thì kết hợp ra 2D, 3D và hướng dẫn thi công cho thợ của nhà anh trước khi mà anh đi vào làm ghép sắt vân vân. Thế thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần bản vẽ của công trình. Đây chính là cái phần để lại 58, bên này là để lại 84, đây chính là phần nhà, phần bên này chúng ta để lại 70 phân. Đằng trước thì chúng ta có một cái ao đó, cứ hướng thì bên mình làm phong thủy là chuẩn hướng rồi. Còn đây là cái công năng đó, bộ hồ sơ là bộ hồ sơ chi tiết nha các bạn nha. Thế nên là bên mình sẽ ghi chú rất rõ tất cả các kích thước. Còn các bạn mà muốn làm trần thạch cao thì bên mình sẽ thiết kế thạch cao. Còn các bạn mà làm trần trần phào chỉ thì bên mình sẽ tính toán thiết kế cho các bạn phào chỉ. Chuẩn những cái nét gạch này, mạch gạch này như nào thì bên mình làm việc với các bạn để chúng ta ra được. Còn đối với là hồ sơ mình thì là hồ sơ chi tiết khác hoàn toàn với các bạn mà không phải là công ty. Đấy, chia sẻ với các bạn như vậy là hồ sơ rất rõ ràng từng những hạng mục cực kỳ nhỏ, từ phần bóc mái, mặt bằng mái, bố trí cây trống, bố trí cầu phong hay là bố trí mái lanh tô, thống kê vật tư. Những cái bản vẽ mà 9-10 cái bản vẽ như này chia sẻ với các bạn là để vẽ chi tiết như vậy rất là lâu nhé các bạn nhé. Thì bên mình sẽ vẽ rõ ra cho các bạn đó, và thống kê cho các bạn diện tích mái là 205m để hạn chế việc mà chúng ta cãi nhau với thợ. Cái thứ hai nữa là về phần cây trống, bố trí các điểm cây trống sao cho nó phù hợp và ghi chú chiều cao của từng cái cây một. Ví dụ như cây C1 đấy, cây nóc này này, thì chiều cao là bao nhiêu ạ? Thì chúng ta chỉ cần cắt đúng cái cây C1 là sát hộp 40 x 40 x 1.4, cao là bằng 3m, là gồm có 2 cây nha các bạn nhé. Đó, thì trên này chúng ta có 2 cây, các bạn nhìn đây các bạn đọc được ngay. Và thứ ba là các cái văng, các cái mái thì đều được căn chỉnh để làm sao để khi mà chúng ta làm chúng ta không bị là một hàng ngói nào chúng ta bị cắt. Còn trong quá trình làm thì bên HCG vẫn còn hướng dẫn cho gia chủ cũng như là cho các bác thợ để đảm bảo cho cái công trình của chúng ta nó hoàn thiện một cách nó tốt nhất, một cách chuẩn chỉ. Còn bản vẽ còn nhiều lắm các bạn ạ, thì mình xin phép là lướt qua. Ví dụ như bộ hồ sơ này của bên mình nó rơi khoảng 59 bản vẽ đó, nhà vườn mà 59 bản vẽ. Bình thường các đơn vị hồ sơ sẽ mỏng dính khoảng tầm 15-20 bản vẽ thôi, nhưng mà bên mình sẽ gồm có 59 bản vẽ nha các bạn nha. Đây, ví dụ như bây giờ chúng ta nhập cái bản vẽ số 40 đây, các bạn cứ nhập số 40 thì đây chính là cái bản vẽ chi tiết cột của công trình đó, rất rõ như thế này để cho chúng ta có thể là thi công cái công trình của chúng ta nó chuẩn nhất các bạn nha. Còn đối với phần hồ sơ kết cấu cũng đợi vậy, hồ sơ kết cấu ở cái khu vực của nhà anh thì là bên mình đã sử dụng đó chính là móng đơn và có cả hướng dẫn thi công móng đơn, thế nên là các bác thợ sẽ không thể nào làm sai được như các bạn nha. Có cả bản vẽ ở đây, các bác chú ý một chút là đọc cả những cái bản vẽ mô phỏng 3D và hướng dẫn thi công đó, thì chúng ta sẽ làm đây này. Ví dụ như đây là lớp thép thứ nhất này, các bạn đừng có là gọi là sáng tạo thêm, các bạn hãy làm chuẩn theo bản vẽ của bên kia HCG thì chúng ta sẽ có một cái công trình nó đẹp. Và cái thứ hai nữa là không bao giờ bị sai sót, tất cả các đầu dầm thì bên mình đều ký hiệu bẻ mỏ hết, nên là các bạn phải kiểm tra bản vẽ trước khi chúng ta làm. Hồ sơ thì rất là rõ ràng, bản vẽ kết cấu ở đây các bạn nhìn bên trên này, chúng ta gồm có 48 bản vẽ chi tiết nha các bạn nha, nên mình sẽ chia sẻ nhanh. Đó, đây là thống kê thép banh tô. Phần bản vẽ điện nước thì chúng ta gồm có 20 bản vẽ
Trong đó thì chúng ta sẽ có những cái bản liên quan đến bố trí những cái ổ cắm của công trình, tính toán tải trọng của cái lượng điện, hay là tất cả những cái này thì là đều phải tính toán hết, làm sao để cho cái công trình của chúng ta khi mà đi vào sử dụng nó tối ưu về cái mặt chi phí cũng như là về các cái thi công, giúp cho các bác chủ thợ, giúp cho chủ nhà cũng như các bác thợ làm việc nó dễ dàng hơn. Bản vẽ sinh ra chủ yếu ở đây là chúng ta phải phục vụ cho chính các bác thợ. Vậy nên là các bạn nào đang xem video thì các bạn có thể là kết nối ngay với bên kiến trúc CG để bên CG có thể kiến tạo cho các bạn một cái công trình nó đẹp nhất, tốt nhất và chất lượng nhất. Kiến trúc CG xin trân trọng cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.